Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án CRAFT. Đây là một cái dự án về game các bạn nhé. Dự án này sẽ phát cho các bạn khoảng 600 cái đồng này và tương đương với khoảng 12 đô la. Cũng như là các bạn giới thiệu được thêm bạn bè thì các bạn sẽ nhận được thêm 100 đồng nữa nhé. Dự án này sẽ airdrop sẽ end vào 30.000 member nhé các bạn nhé. Đấy, khi mà đủ 30.000 thì nó sẽ kết thúc. Các bạn sẽ chatbot theo hướng dẫn của mình để nhận coin free nhé. Yêu cầu các bạn sẽ phải có tài khoản Telegram web cũng như là một cái ví để các bạn có thể tham gia dự án này. Là ví BSC hoặc là ví MetaMask ấy nhé. Tài khoản một số mạng xã hội như Twitter nhé, Reddit. Các bạn check qua một ít về cái game của nó, cái website của nó nhé. Trong này thì các bạn sẽ CTH SCV. Các bạn đánh lại cái số này nhé. Các bạn vừa join iRob này. Ở đây thì mọi người sẽ theo dõi trong mình cái group này. Các bạn ấn join. Quay lại thì các bạn join tiếp một cái group nữa nhé. Đây website và thông tin của nó ở đây, contract ở đây nhé. Đấy, thì ở đây thì các bạn sẽ theo dõi Twitter. Đây mọi người check qua một ít về cái ấy của nó này, cũng mình cũng thấy cái website khá là ok và cũng check qua một cái dự án này rồi. Trend bây giờ đang là trend game mọi người ạ, cho nên là mọi người cứ cố gắng làm nhé. Dễ lít sàn cũng như là dễ bán được lắm. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ theo dõi red trend là pin đầu post trend comment và tag ba bạn bè with hashtag copy được cái này flow like red trend. Mình không biết là các bạn có hashtag ở đây không nhỉ? Mình xem thử xem ở bên dưới xem nào. Các bạn cũng bình luận ở đây thì mình cũng sẽ bình luận ở đây. Đấy, các bạn dán cái hashtag vào nhá. Rồi, ở bên dưới thì mọi người sẽ bên trên này. Mọi người sẽ tag bạn bè vào đây nhá, ba bạn nhá. Rồi, ok, bạn prep đi. Quay lại phần profile. Mọi người sẽ ấn vào đây, Resistance. Bạn ấn Done. Ồ, không chạy hả? Làm xong nhiệm vụ thì dán tên vào đây cho tao. Ok. Mọi người copy lấy tên Twitter nhé. Dán vào đây cho nó này. Tiếp theo, lại thêm Reddit nữa hả? Con này có tổng khung 120 triệu. Đang có 5 red. Chưa bán, chưa gì hết nha mọi người. Đây, các bạn ấn join sau ở đây. Mọi người bình luận cho nó cái bài viết này nhé. Rồi, comment mấy cái câu đơn giản. Rồi, tiếp theo là các bạn sẽ vào phần profile. Các bạn sẽ copy là cái tên đấy nhá. Mọi người dán vào đây. Lại như thế này à? Đấy, mày thích thì tao cho mày luôn. Enter. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng ví BEP20 ở trên MetaMask nhé. Đấy, nó là ví chung cho nên mọi người đừng có lo là chúng ta dán sai ví nhé. Các bạn ấn Yes, nó chỉ một ví thôi, chúng ta dùng tất cả các mạng luôn nhé. Ok, đây là cái link để các bạn có thể giới thiệu bạn bè của mình cũng tham gia. Mỗi bạn sẽ nhận được thêm 100 đồng khi mà các bạn giới thiệu bạn bè thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nhé. Khi nào mà nó có kết thúc sự kiện và nó trả về ví cũng như là lead ở sàn thì mình sẽ thông báo lên kênh của mình sau cho mọi người. Các bạn cứ chatbot trước nhé. Những cái khi mà các bạn chatbot xong thì nó vẫn chưa có thể về ví mình ngay được luôn các bạn nhé. Đấy, các bạn phải chờ nó kết thúc sự kiện cũng như là nó sẽ trả mình sau. Đấy, khi nào nó trả thì mình sẽ thông báo lên kênh của mình cũng như là nếu nó lead sàn và có thể bán được ra tiền thì mình sẽ hướng dẫn sau. Đấy, mọi người bây giờ cứ chatbot trước nhé.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.